Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn pháp nội không cho đến vô tính tự tính không. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Cũng có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo. Cũng có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Cũng có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn giả. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để viên mãn trí nhất thiết trí. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật. Thế nên thiện hiện cho tất cả pháp, không có chút gì thật sự, chỉ có các danh tướng giả lập nên các Đại Bồ Tát không phát sanh điên đảo chấp trước trong đó. Có thể dùng vô tướng làm phương tiện để tự làm tăng tiến các thiện pháp, cũng có thể giúp thiện pháp của người khác được tăng tiến. Lại nữa, thiện hiện, nếu trong các pháp có tướng thật pháp lượng bằng đầu lông, thì lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các Đại Bồ Tát chẳng cần hiểu biết vô tướng vô niệm cũng không có tướng tác ý vô lậu, và đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, an lập hữu tình vào pháp vô lậu, do các pháp vô lậu đều vô tướng vô niệm vô tác ý. Thế nên thiện hiện các Đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa bằng phương tiện thiện xảo an lập hữu tình vào pháp vô lậu mới được gọi là việc lợi ích cho người khác một cách chân thật. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu tất cả pháp có tánh vô lậu chân thật, vô tướng vô niệm vô tác ý, thì vì sao ở trong các kinh Thế Tôn đã nhiều lần nói đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là pháp hữu chánh, đây là pháp vô chánh, đây là pháp lưu chuyển, đây là pháp hoàn diệt, đây là pháp thanh văn, đây là pháp độc giác, đây là pháp bồ đề, đây là pháp Phật vậy? Phật bảo thiện hiện, ý ông nghĩ sao tánh của pháp hữu lậu cùng với tánh của các pháp vô lậu vô tướng có khác nhau không? Thiện hiện đáp, không thưa Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện, ý ông nghĩ sao tánh của pháp thanh văn cùng với tánh của các pháp vô lậu vô tướng có khác nhau không? Thiện hiện đáp, không thưa Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện, tánh của các pháp hữu lậu há chẳng phải là tánh của pháp vô lậu vô tướng vô niệm sao? Thiện hiện đáp, đúng vậy thưa Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện, tánh của các quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề há chẳng phải chính là tánh của pháp vô lậu vô tướng vô niệm sao? Thiện hiện đáp, đúng vậy thưa Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện, vì lý do này nên biết tất cả pháp đều là vô tướng vô niệm vô tác ý, không hai không khác. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát nào học tất cả pháp vô tướng vô niệm vô tác thì thường có thể tăng trưởng pháp lành đã được làm, như là bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc pháp môn